rổ tay đầu bếp nhí cùng Play-Doh Kitchen. Bữa tiệc bánh ngọt lên đền đầy sắc màu. Chỉ cần ấn nhẹ là có ngay một chiếc bánh kem. Kèm trí thêm một lớp kem tươi lên mặt bánh. Ta-da! Một chiếc bánh kem 3 tầng thật đẹp, đặt từng lớp lên nhau. Wow! Một chiếc bánh ngọt đầy hấp dẫn. Thêm một ít cupcake cho bữa tiệc thêm sinh động thôi. Nhà bột thật miệng, trang trí thêm lớp kem tươi thật mềm, rải một ít cốm. Wow! Thật đơn giản để có được các loại bánh cupcake.